Chào quý vị lại đến với V Women Channel. Một buổi chiều rất là đẹp trong một khu làng nhỏ. Đây, mọi người thấy tuyết không? Mặt trời chuẩn bị xuống. Quay đây là cái quang cảnh bên ngoài của một nhà thờ Saint James ở Candlestick. Đây là cái nhà thờ nho nhỏ. Nó gọi là Community Church. Cái này là cái building này chia sẻ với các tôn giáo bạn. Không phải là công giáo không nha. Mà tất cả những cái hội đoàn công giáo khác nhau có thể vào đây để phục vụ. Mình quay quang cảnh sơ sơ bên ngoài cho quý vị xem nha. Đây là cái bảng hiệu đây, nó gọi là Candlestick Community Church Sunday Service at 10, còn Catholic Mass at 5, có nghĩa là đạo công giáo thì 5 giờ chiều ngày thứ bảy, còn các tôn giáo khác thì 10 giờ sáng. Đấy, quang cảnh đường highway Candlestick nha quý vị. Mặt trời quá đẹp luôn, mặt trời đang xuống đó. Đấy, mọi người thấy tuyết không? Đấy. Còn bên kia đó là một cái ho. Đây quang cảnh, quang cảnh ngôi nhà thờ Candlestick. Rồi bây giờ đi vào cho quý vị xem ở bên trong nó như thế nào nhé. Bên ngoài chỉ vậy thôi. Nhà thờ này nó nhỏ lắm, chứa không biết được hơn 100 người. Giờ đi vào bên trong coi. Mọi người thấy tuyết không? Tuyết trắng. Đi vào bên trong. Đây có mọi người mới ủ tuyết. Đó, ủ tuyết. Ôi, hơi lạnh. Quay một vòng nữa từ trên này xuống phía bên ngoài cho quý vị xem. Có xe highway. Đẹp không? Rồi, giờ đi vô trong xem đây nào. Hello. Bây giờ mình đi vào trong đây. Quay cái này. Đây là cái lời kinh tin kính của đạo công giáo. Đó, lời kinh tin kính. Bây giờ đi vào trong đây. Bên đây là cái gì? Đây là bảng thông báo. What happening trong cái nhà thờ này. Đây là lời kinh kinh lạy cha trong công giáo. Memory of Bob Cameron. Đây là phòng họp, phòng chứa đồ. Đây, chứa đồ paper là plastic này kia đó. Đấy, xong cái bàn họp này lại có cái tivi. Đường ra nhà thờ đằng đó. One thing about those folks, that's good to do. Yeah. Đặc biệt là trong đây có cái chicken. Không phải Nhà bếp. Đây là phòng. Oops. Rất cuốn sách.
Đây là khẩn trong này là phòng áo nha quý vị. Này là tôn giáo bạn. Mình đây là phòng áo. Phòng áo nho nhỏ xinh xinh. Trong này có máy photocopy. Giờ nhìn ra ngoài quang cảnh này. Ngoài đó giờ đi vô trong trong nhà bếp coi em có cái gì. Phòng họp. Này đang chuẩn bị những cái đồ này để chuẩn bị lễ những cái. Đây phòng bếp. Nhà bếp có cái oven. Phòng bếp nhà thờ nào cũng phải có. Nhìn đẹp không? Sạch sẽ. Đây là cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh này. Nhìn ra ngoài là có cái nghĩa địa ở bên ngoài nhà nó, quý vị thấy không? Nghĩa địa dùng ngoài mình mới thấy. Bên những cái bia mộ ngoài này. Rồi. Đây là những cái máy pha cà phê nước uống. Nước uống, máy pha cà phê. Rồi bây giờ đi từ chỗ này có thể đi xuyên qua cái ho này. Đó, nhà thờ thì mùa đông thì ít người. Ta lấy cái đó người ta chắn ngang. Chỗ này có thể dùng để uống cà phê. Đây có mấy bức tranh đẹp không? À, bức tranh những cây thông. Quá đẹp luôn. Bức tranh. Quay một vòng bên trong giới thiệu cho quý vị xem. Candlelight nha quý vị. Candlelight. Đó, tượng là bằng gỗ. Tượng Chúa Giêsu. Hình bữa tiệc ly. Đó. Đây các tờ thông báo quảng cáo. Các hoạt động trong trong cái làng này. Tên những người hoạt động trong cái nhà thờ này, trong cái làng này, này kệ sách. Kệ sách cho mọi người vô đây có thể đọc, giống như một cái thư viện nhỏ. Tất cả các loại sách. Rồi bên đây, đây có cái tên là Altus Family. Những người trong tôn giáo bạn, không phải công giáo nha quý vị. Này là những người trong tôn giáo bạn. Có nghĩa là cái nhà thờ này xe, có nghĩa là thuê, không phải là thuê, là mọi tôn giáo có thể vô trong đây thuê. Thì công giáo cũng thuê trong này một ngày chủ nhật, một ngày thứ bảy, buổi chiều thứ bảy có thánh lễ. Đây có cái bức tranh đẹp không? Đây có cái bức tranh mùa đông này, quý vị. Hai cây thông ở kia mùa hè, này là mùa đông. Quá đẹp. Vẽ bằng sơn, sơn dầu nha quý vị. Đây có cái kiện. Ngoài này thì mùa hè cái này nhìn đẹp lắm. Đây có hai ông bà đang là chuẩn bị dọn lễ. Dọn lễ để chuẩn bị thánh lễ chiều thứ bảy. Đây bức tranh này. Let there be peace. Cầu cho hòa bình thế giới. Đây là quang cảnh hình 2, 4, 6, 8 ghế à.
một dãy có 8 ghế mà mỗi ghế này chắc ngồi được 6 người đi. 6 người à, bên đây. Rồi qua bên đây không có cái gì. À, đây là quay một vòng ở đây cho quý vị xem. Đây là các sách lễ, sách hát lễ của đạo Công giáo, Breaking Bread. Đây là sách bài đọc, sách bài đọc trong các ngày Chủ nhật. À, sách hát lễ đây đầy đủ. Bên đây nữa, đây cũng là sách hát lễ luôn. Đây là cái lịch sử về cái ngôi nhà thờ này, nó dài quá không đọc hết được. Đại khái là năm 1992 là bắt đầu có cái khái niệm về xây cái ngôi nhà thờ chung này cho các tôn giáo chia sẻ. À, đây Đức Mẹ, hình Đức Mẹ. À, cửa sổ nhìn ra ngoài này. Nhìn ra ngoài tuyết không quý vị? Tuyết. À, cây thông. Đây. Chụp một hình khác nữa. Chụp bà ngồi nữa. Này là gì? À, kinh Lạy Cha, một cái lời kinh Lạy Cha mà ai cũng thuộc hết. À, có bức tranh à, nhìn đẹp không? Kinh Lạy Cha. Rồi. Đó. Đây là cái gian cung thánh. Nhân cung thánh bởi vì là nhà thờ chung chia sẻ với các tôn giáo bên đó. Ở trên này sẽ không có Đức Mẹ và Thánh Giuse hoặc là tượng Chúa Chịu Nạn, không có nha. Rất đơn giản. Nó trang trí cái này nè. Trang trí chuẩn bị vào Christmas. Chuẩn bị vào Christmas nha. Sắc rất là rực rỡ, giống như trái bí hơn nhau. Gian cung thánh nhỏ nhỏ thôi, không có lớn lắm. Đi qua bên này, quay giới thiệu. Đây có một cái bó hoa đẹp không? Quay cận cảnh cho quý vị. Hoa này giữa gian cung thánh này, hoa đẹp luôn, hoa đẹp. Qua bên này là hai cây đàn organ piano để cho ca đoàn chơi nhạc ở đây. Và bên trên đây nữa có mấy cây kiểng. Stands window này. Stained glass. Và khi mà mặt trời chiếu vào đẹp lắm. Và
Giờ đi đứng lên đây quay xuống dưới cho quý vị xem. Đây có là dàn ấy, dàn máy cây kiệm này, hoa kiệm. Đây, quay từ trên này quay xuống quang cảnh cho mọi người thấy nha. Ngồi những đó là ông người Tây đến để chuẩn bị thánh lễ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Joy, rejoin. Rồi. Rồi giờ đi xuống. Giới thiệu cho quý vị đôi nét về ngôi nhà thờ, nó gọi là Community Church ở Candle Lake. Giới thiệu cho mọi người biết, mùa hè ở đây thì đông, mùa hè giáo dân đi hồ đó, đi hồ rồi người ta đi lễ đây cũng đông. Mùa đông thì vắng, mùa đông thì vắng. Đến đây mà rồi chào quý vị và hẹn quý vị trong clip kế tiếp nhé.